Hello everybody, welcome to Health VKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì sao ta? Thì hôm nay Health cũng có up một cái server Elora phiên bản 4.5 ha. Thì hôm nay cũng lễ nên là hôm nay sẽ làm video thông báo đến anh em là chúng ta sẽ được free nhiều hơn ha. Đó. Và kỳ này thì vẫn là thâu don nha, no free nha. Nhưng mà qua like share thì sẽ được nhiều hơn. Để cho những anh em ở nhà mà chơi free hoặc là chơi không tốn tiền này nọ thì có thể có thêm kim cương để mà chơi nha anh em. Đó. Thì đợt trước thì chúng ta like share video và like share bài viết trên trang fanpage về trang cá nhân ở chế độ công khai, tag 10 người bạn đúng không? Đó, tag 10 người bạn rồi tag 10 người bạn với bài viết rồi cộng với đánh giá fanpage thì chúng ta nhận được 10 triệu kim cương đúng không em? Đó. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ được free nhiều hơn. Để cho tất cả anh em chúng ta có game mà chơi ngày lễ ha. Đó. Ok không? Quá hay quá hôm, còn đợi gì nữa không, like và share ha. Nhớ nha anh em, bấm cái nút like cho Heo để mà giúp Heo có thêm tinh thần và động lực làm thêm nhiều game nữa ha. Và cũng như anh em nào mà có game hay này nọ thì gửi cho Heo với nha anh em. Ok ok, rồi bây giờ chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game cái đã. Thì mấy game này ghét nhất là chạy nhiệm vụ đầu game ha. Nghe mà chạy nhiệm vụ đầu game là nghe cũng hơi ngán ngán. Ok, bấm vô. Chắc cũng khá nhanh nè ha, chạy nhiệm vụ đầu game mà. Đó, đặc quyền chiến ngay nè ha. Cái nữa, ok, không chiến cái nữa thôi. Bot vô, đánh. Nhưng trong thời gian chờ thì chúng ta đánh tiếp. Ok, trong thời gian chờ chúng ta đánh thêm cái nữa. Mục tiêu là cho nó lên level 20 ha. Làm cho nó lên level 6 để chúng ta có thể nhận quà này nọ ha. Rồi, đó. Nhớ nha anh em, thâu don no free ha. Nhiều người không xem video cũng không đọc thông tin vào cửa hỏi ủa theo nghe thâu mà gì thấy thâu phi mà chữ nào chữ phi, chụp theo xem nha anh em, chán lắm cơ. Rồi ở đây thì năng động nhận cũng được khá nhiều kim cương ha, nó rơi vào đâu đó khoảng 100.000 kim cương một ngày ấy. Ok, quà thơm vậy còn đòi gì nữa. Rồi, ok. Rồi, nhiệm vụ đầu game xong ha. Rồi, bây giờ chúng ta vẫn đang VIP trong và 270 kim cương ha. Thì anh em nhớ like share video này và like bài viết trên fanpage ở chế độ công khai về trang cá nhân ha. Và tag 10 người bạn ở dưới cái bình luận, bình luận của fanpage ấy, bài viết trên fanpage á, cộng đánh giá fanpage. Đó, xong rồi chụp hết lại ba thứ đó gửi cho Heo. Rồi chúng ta sẽ nhận được cái quà event ngày này ha. Và event ngày này chỉ kéo dài ngày 30. Nói chung là hôm nay là thứ mấy ta? Để coi, để Heo coi, đợi Heo tí. Hôm nay là thứ 6 thì chúng ta event này sẽ có là ở ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật và thứ 2. Ok, rồi 4 ngày cho anh em luôn ha. Để chúng ta, đã có nhiều anh em đi học thì được nghỉ tới 4 ngày ha. Trong nhiều anh em đi học đi làm thì được nghỉ tới 4 ngày lận. Nên là event này sẽ kéo dài tới 4 ngày ha. Rồi, làm xong hết event thì chúng ta sẽ nhận được cái quà trị giá là, nhìn nha anh em, nhìn nha, một phát một đó, một
123 triệu. Kim Nguyên Bảo nha nè, ở lòng Kim Cương nha. Đó, mát VIP luôn. Quà nạp đầu chúng ta có tướng nè. Đó, ok. Thêm một con nữa. Đó, là VM. Đó, ok không? Thơm. Đó, 123 triệu ha. Đó, tha hồ mà quay tướng luôn. Đó. Đó. Ok, Cubic đồ nè. Đó, mở. Để mà cho nó hết cái này. À, ra chúng ta nhận luôn cái quà nạp ha. Quà nạp rồi bây giờ chúng ta nhận VIP. Ở đây thì chúng ta lên thẳng VIP 13 ha. Hôm nay chúng ta sẽ ăn từ VIP 0 lên. Đó, VIP 0. VIP 1. VIP 2. VIP 3, VIP 4 ha. Đó. Đó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ha. Đó. Rồi 13 luôn nè. Đó. Ok không? Đó. Nhớ nha anh em, nhớ like, share bài viết lên trang cá nhân và tag 10 người bạn ở dưới cái bài event ha. Đó. Và đánh giá fanpage, xong chụp lại gửi heo hết ba cái đó thì chúng ta sẽ nhận được 123 triệu kim cương. Đó, mát VIP 13 và quà nạp đầu luôn ha. Đó, ok, có tướng này nọ luôn nè. Đó, và đây là bản mới nha, bản này là có tướng khá nhiều con ok đấy. Như bản này là, nhớ coi, đây 6 con. Bản này thì chúng ta có Natsu nè. À, nói chung thì cũng khá nhiều con khác. Đó. Ok, rất là nhiều tướng ha. Rồi. Rồi, bản này thì nãy chúng ta cũng thấy cái hâu này ha. Hâu này thì chúng ta phải nạp ha. Đó, chúng ta phải mua ha. Hâu này no fee nha anh em. Rồi, đây giới thiệu sơ qua. Đây thư viện. Ở đây chúng ta sẽ có những con tướng mới. Đây, Thất Hình Đại Tội cũng có, Natsu cũng có. Đây, Thất Hình Đại Tội Melodai à ha. Đó, Monkey, ok. Rồi, kế bên chúng ta sẽ có được Lucy của Fairy Tail luôn. Và Eliza ha. Đó, Đắc Kỷ này nọ. Rồi, đó, bản này là bản mới nhất ha. Rồi, nhớ nha anh em, nhớ like, share cái video này ha. Và bài viết trên trang cá nhân, nói chung là nhớ làm event để nhận 123 triệu kim cương ha. Rồi, còn hâu này thì anh em don ha. Đó, vẫn như mọi khi, giá vẫn y cũ, rẻ bèo luôn. Đó. Rồi, nhập. Đây là có kim cương kinh nghiệm nè ha. Đó, à không, kinh nghiệm thì heo sẽ khâu cho anh em max level luôn ha. Đó. Rồi, anh em mua thâu thì chúng ta sẽ được max level ha. Còn event là chỉ được 123 triệu kim cương cộng với VIP 13 và quà nạp đầu thôi nha. Đó, còn anh em mua thâu thì ok, lên thẳng nè. Đó. Đó, đó, đóng luôn, đóng luôn. Sẽ làm gì? Nó đóng không được rồi. Để cái này chắc khóc ra vô lại luôn chứ đóng gì nữa. Rồi, mát nè, mát level. Đó, mát level luôn. Thưởng nạp này nọ, sưu tầm. Đó. Rồi, cái này chúng ta có thể thâu. Heo đã fit lại rồi ha. Tránh anh em mua thâu về spam thâu quá. À, mẹ mày. Rồi, đây. Nhân vật thâu vàng. Bấm một phát nè, con nào vàng nè. Đó, 1 tỷ tư ha. Tha hồ mình ăn tướng. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta có đây. Để mỗi con heo gửi một cái ha. Ok. Nhớ nha, cái này là thâu don ha, no fee ha. Đó. Ok. Đó.
đâu rồi, chúng ta sẽ tìm con đây, Lucy. Đó, Lucy. Đâu rồi. Thất hình đại tội. Đó, thâu một phát thì mấy con này chúng ta sẽ được là cộng 20 hết ha. 20 hay 15 ta? Hình như là 15. Phải không? Không. 20. Mấy con đó là cộng 20 hết đó. Rồi ok, nhận nè. Đó, hất hình đại tội ha. Con này thì nó méo có cái hình nền, bà mẹ nó. Rồi đây, Lucy. Đó. Đó. Rồi, rất là nhiều ha. Nhớ nha anh em, nhớ làm event ha. Đó, để nhận 123 triệu kim cương ha. Và event chỉ diễn ra 4 ngày ha. Ngày 30, 1 tây, 2 tây và 3 tây ha. Là thứ 6, thứ 7, chủ nhật và thứ 2.